Đây là cái cây mai mà ở nhà thờ Tam Hà đợt rồi phải không Đốc ơi? Đúng rồi em ơi. À, cây này về là ảnh chỉ có đang tuốt bông tuốt lá thôi nha anh chị. Đúng, chứ tuốt chưa tuốt làm gì hết. Đó. Dạ. Tuốt được khúc dưới rồi đó. À, ở cây đó là năm nay có thay chậu thay đồ gì không anh? Không, không có thay vậy. Không thay gì hết à? Không, không có thay gì. Mốt bỏ thêm một miếng tro lên nữa. À, ở phía dưới đây nè. Thấy anh có như năm nay là có hai cây mai lớn còn ở lại vườn phải không? Đúng rồi, đó, cây đó. Cây đó sau này ra lá hết rồi đó. Nó non không, không có nút rồi bây. Nó không có nút hả anh? Đúng rồi, có nút ít lắm. À, là, nhưng mà anh lúc đó là anh cũng phải xả lá cho nó hết đúng không? Không, cây này biết sao là mình không có cắt lá. Đố em sao không cắt lá? Đố em sao? Ủa cái này không mới trước anh thấy cái này ra nó mới ra lá non mà. Ừ, em biết sao cái này không có, em biết sao mà không có lá không? Sao anh? Tại cây nằm chỗ này lá không bị cháy. À. Là mình không ngắt lá gì vậy? Chỗ này nó mát hơn hả? Không phải. Đây cây nằm chỗ này nè, bây giờ chỗ nắng cũng vậy, là nó nằm từ xưa giờ là giờ cái lá non, lại cái cây không vừa bị cháy lá. À. À, còn mấy cái cây mà em mà đang không mát. Mà đưa chỗ này chỗ kia chơi á. Dạ. Rồi em bỏ xe tải về á. Chảnh quen nha. Là cây bắt buộc là nó bị cháy lá. Tại vì cái nắng cái gió xe mình chạy đó là nó cháy lá. Nó không quen đúng không? Ừ. Nó còn không quen, cây này nó đã quen rồi. Đúng rồi, còn cây mà nằm từ thở giờ tới giờ này nằm thì không giờ lá bị hư. À. Là vậy đó. Đó là đang nói bộ lá cái em mới hỏi anh Đốc nè. Là vậy. Hồi trước giờ á là nhiều anh chị cũng đang hỏi là coi như là tại sao cái cây mai mà bây giờ con đúng không, con xong cái cơ một thường thông thường là hình như là cơ một lúc nào có lá cũng bự không anh? Đúng rồi, đúng không? Đúng. Gửi cơ thứ hai thì tại sao cơ hai nó lá nhỏ? Không, để nói nghe, cái cây mai ấy, bởi gán bởi nói làm lúc nào cũng gán giữ bình tĩnh lại chỗ đó. Thường thường á cái cây mai mà cái lá đầu nè bây giờ dạ. Cắt dạo hết là lá lớn. À. Ờ, có nhiều cây cái mai khi làm á để nói nghe nó nhiều trường hợp lắm. Dạ. Khi cái lá em nó lớn vậy nè, em để tự nhiên cây ra lớn nha, tự nhiên cây mai em tự nhiên ra lá lớn vậy. Khi em biết em mà dặm phân hay ha, dặm kích thích nhiều quá, nó bị thừa là cái lá sẽ nhỏ đó. Là cái cơ hai lá nhỏ. À, là vậy đó. Là do nó có thể thừa phân hả? À, còn cái vườn của anh á, anh để cho cây nó chạy. Anh để cây nó chạy để coi cái lá nó ra thế nào. Trong cái clip trước mà anh nói về khúc mà dặm phân á là... À, anh nói là để nhìn nguyên cái bộ lá nó ra hết để xem cái lá nào đúng nó mạnh thì anh bắt đầu mới dặm phân. Đúng rồi, không vừa của anh thôi, còn vừa của mấy anh em là thì cái là tùy. Thì lúc đó là cái vừa của anh á, cái khúc đó là cái lá nó chắc nó ra được tầm khoảng cỡ 10 phân rồi. 10 phân ha, 10 phân rồi, 10 phân. Mà em coi cái lá độ dày nó khỏe không? Nếu mà dày nó khỏe thì mình dặm phân vô. Đúng rồi, mà anh tứ là tứ phân của anh thôi, còn mấy vừa khác là như vậy, vì vừa là mỗi người tứ cái lượng phân nó khác nhau. Nếu mà tối cái lượng phân đậm đặc có thể làm cho lá nhỏ ha. Đó tới khi á là vừa phân. Cái lá cỡ hai á. Đúng rồi, vậy nó nghe vừa phân, vừa kích rễ nữa. À, anh sợ là sợ vậy thôi. À. Anh em nhiều khi á cái mấy cây mai về hoặc cái hồi đầu lá lo. Cái lá tới đợt thứ hai cái tự nhiên lá me. À, tại theo anh Út là coi như cái đợt cỡ hai mà lá me là có thể do thừa phân hoặc là kích rễ nhiều quá. Kích rễ nhiều quá. Nó bị đó là cái mai khó phát triển lắm. Cây me mà nó rớt lá nhỏ là cây mai khó phát triển lắm. Mà anh có không bị trường hợp đó chưa? Ít lắm. Mà vẫn có đúng không? Đúng rồi, ít lắm. Tới cơ đầu thì nó ra lá to, cơ hai nó ra lá nhỏ. Đúng rồi, ít lắm, ít khi là lắm. Hoặc là bây giờ lỡ cơ hai nó ra lá nhỏ rồi mình sẽ làm sao? Không, anh là anh mà lỡ mà phân nhỏ vậy đó, anh không có tứ tắm gì trơn á. Khổ tứ phân như cái tháng như là tỷ cái mai để nó ra đầu á. Còn thường cái mai đẹp á, thì một tháng một tứ hai lần. Dạ. Còn cây mai mà lỡ nó xấu thì khi một tháng tứ lần, thì khi hai tháng một tứ lần để cơ mai nó chạy không? À, để cây mai nó không hư, chứ em tứ quá hư cái mốt cây mai nó sẽ chết chi. À, cái khúc mà chứ đâu phải mà em nói đâu phải đơn cây mai mà lá nhỏ tự em tứ hoài mà nó cái chi sống hoài đâu. Dạ. Nó sẽ chết nhanh. Cái khúc mà cái cây một của anh thì nó sẽ có hai trường hợp, một là nó chạy đọt và một là nó đứng đọt. Nếu mà nó chạy đọt thì mình dọng ít phân cho nó thì cây hai nó có thể là nó sẽ ra lá to hơn. Đúng rồi, như cây mai nó dễ lắm, cây mai lá bự như nó dễ ạt à. Em để dạng cây mai nè, em dạng khô nè, em để quan trọng em có cái lọc, em biết là cây mai ra lá lớn, cây mai khỏe không khỏe à. Bây giờ giả sử cái lá cái đợt đầu tiên nó đọt nó ngon lành là ok rồi, nhưng mà giờ lỡ bây giờ đợt đầu tiên nó bị đứng đọt, cái lá là vẫn bự luôn, bây giờ đứng đọt thì mình làm sao không
cây mai mà để nghe như cây mai mà nó lỡ chạy đọt mà đứng đọt cây mai mà lỡ mà có ra màu cho 10 phân 20 phân đi. Dạ. Lỡ mà cây mai nó khựng nó không chạy đọt á. À. Không chịu khó gạn nước cây khô đi, khô rồi tưới nước. Gạn cho nó khô tưới nước cho cây nó dạng mà nó héo này, héo dốt quá, đừng cho khe héo quá. Tưới nước là vậy, nó sẽ chạy đọt lại. À. Phải gạn cho cây đó, nó héo một cái, cho nó héo một cái nha. Ừ. Cho nó héo đừng để héo quá. À. Em dọng nước vô trong vòng gì tuần lễ là phải là nó giống đọt. Nó giống đọt bắt đầu quấn phân vô. Đúng rồi. Là cái cơ thứ cây nhất á, quấn phân vô vô lại cây hàng nó sẽ ra lá lớn. Là nó sẽ nhảy thôi. Còn mà cây mai mà em thấy đó, em mà thấy nó khựng lại á, mới có 10 phân 20 phân, em thấy cây mai đứng lại, em mà càng tưới nước vô là cây mai càng đứng, nó không gì ra đọt đâu. Nhưng khi nó trời tới mưa đó. Ừ. Mà mưa nó ra cũng không có khỏe đâu. Anh nói thật. Giờ hôm bữa em quay một cái vườn kia, hình như là vườn của anh Mạnh Hùng phải. Cái cơ đầu tiên là ra lá me. Sao cái cơ thứ hai ra lá lớn thì lý do là tại sao? Nhiều khi để tôi nghe, cái cây mai nó cũng dễ lắm. Nhiều khi cái hồi đầu cái mai mình về nó không bị trục trặc thì cái lá nhỏ. Cái cơ đầu á. Nhưng mà nguyên nhân của nó cực chụp chặt nó là gì? Nhiều khi á, để nói này, nhiều khi hồi đầu á, nhiều khi cây mai nó lỡ nó hơi bệnh tí. À. Mà người cái chủ nhân nó biết xử lý được. À. Là nhiều khi cái là người ta biết xử rồi, thấy cây mai tôi lá nhỏ, nhiều khi người ta ý nói là người ta xử lý được. À. Cái cơ hai nó sẽ ra lá lớn. À. Là vậy. Quan trọng bởi vì anh nói là cái con người mình nó làm bất cứ làm cái cây gì hay là bất cứ làm cái nghề gì, ăn của cái đầu mình. Nhưng mà cái thông thường á, thông thường trời ơi quá chạy nhẹt anh là qua đây cho đây qua phía sau đi là qua phía sau kia kìa, phía dưới kia kìa. Chứ đâu phải mà phía dưới nhà nói đơn giản đâu, nhà bên này nè anh, phía nhà bên này nè, này mấy cây này nữ ra khỏe nè. À. Phía nhà tôn quá anh, mình ra phía đó giờ anh em mình đi chạy nhạc. À anh chị, giờ vẫn còn xuân, vẫn còn tết. Nó là đang nở phải không? À lá bông bự ha. Ở cái này giờ mới chỗ kìa, nó chỗ những cái bông còn lại đó. Này vài bữa lặt thêm đọt cái đó. Dạ. Vài bữa lặt thêm đọt bông cái đó. Đúng rồi. Vài bữa anh tỉa đó, vài bữa anh tỉa, anh cũng làm lại hết miếng nữa. À. Sơ lại miếng nữa đó. Thảo mình xuống mấy tôn này, đậu xe. Này đây. Mày. Nãy giờ nói gì quên mất tiêu luôn rồi nè. Do vậy cái cử đầu tiên, cái nguyên nhân nó, bởi hồi nãy em định nói là coi như là bình thường á, cái cơ đầu nó phải lớn, đúng không? Tại đúng sao rồi. Cái nguyên nhân nào mà tại sao cái cơ đầu nó lại ra nhỏ, đặc biệt là coi như là cái mai là cây mai mới nha, mới ghép luôn á. Đúng rồi, để nói em nghe, cây mai á, nó muốn bệnh nó bệnh em ơi, chứ mình á thật ra mình không có đoán được đâu. Nhiều khi ăn thua bởi hồi đầu vậy, mình thấy cái người mà biết cách á, nói chung nó dễ lắm. À. Mình thấy cây mai mà nó bị trục trặc, nhiều khi mình sẽ ngưng hết tất cả. À. Nhiều khi ngưng phân ngưng nước là mình không có đụng, để cho cây mai nó khô. Dạ. Là đó bởi vậy anh nói làm cái nghề cái kiến này á, bởi ta xài sao mà người làm được người làm được. À. Tại vì nhiều khi người ta biết động não. À. Thành ra anh nói làm cái nghề này á là quan trọng có ăn thua cái đầu của mình. À. Hư hao hay là đạt kết quả gì là cũng ăn thua mình thôi, là vậy chứ đâu phải mà đơn giản đâu em. Chứ em nghĩ không có cái nghề gì mà không có giá để phải là để phải trả đâu, nghề gì cũng có phải trả, ăn thua mình cố gắng hay không cố gắng. Nhìn nó dễ mà nó không phải dễ phải không? Bởi anh nói thật ra tâm của anh nói thật, anh mà nó biết được mà nó không phải nói trời mà cho anh là biết hết cái vụ mà mai mà chăm sóc mai này sao bệnh sao không bệnh á, anh sẽ tỏ hết thiệt mà tỏ lòng hết để cho bà con anh em nào thích thì nhảy vô làm. Còn bây giờ nó coi, bây giờ nó coi mày cái clip này đi chứ anh không bao giờ mà anh trời ơi này mở nhạc chứ vậy trời. Ủa, mở đây. Nhạc lớn á. Đây, anh chị còn nhớ cái cây mai ở vườn mai anh Mạnh Hùng không? Đây là cây mai tổ của siêu bông Sài Gòn. Ủa, sao đúng không? Chú của chú Sáu Bình Dương nè. Đây, anh Út coi thử cây mai anh bấm bà lại nè. Cây mai bù khô hay gì đó? Cây này hiện tại là nó đang rất tốt nhưng mà nó đứng đọt rồi. Nó ngủ. Nó ngủ hả anh? Cây mai nó ngủ. Cây mai nó bị giờ làm sao? Cái lá vẫn xanh, anh coi thử không? Thấy trong cây mai ngủ à? Cái lá xanh đen luôn phải không? Đúng rồi.
cái lá bệnh cây mai ngủ. Ngủ là sao anh? Ủ cái mai này nè, em thấy không? Nó tự nhiên đứng khừ khừ luôn, thấy chưa? Nó làm sao chứ? Nó đứng cây. Thì đó, tại sao nó đứng cây? Mà cái mai lá nó buồn. Mà tại sao cái lá nó vẫn mướt kìa? Sao để nó nghe. Cái mai đứng dễ lắm. Tại vì mỗi vườn mỗi cái khác nhau. Hay như của anh á. Bây giờ anh Hùng cũng đang thắc mắc cái hay như này nè. Hay như của anh á. Hả? Anh lột anh bỏ hết. Lột cái gì anh? Cho cây nó khô. Tức là vũ cây lên hả? Không có, lột ba cái gom ra hết. Nè. Cái gom mà đẩy ở dưới hả? Đúng rồi, lột ra hết cho cây nó khô. Đã mình coi cây nó khô không, còn vậy mà cứ chơi trưa nào em nhiều khi không biết là nó thật em á. Trưa nào em cũng lấy nước em chăm vô nước hoài là không bao giờ mà cái lá lại. Mà cái cây đang giữa trời nắng vậy mà sao cái lá vẫn đang xanh đen luôn à? Nước nhiều. Nước nhiều quá ha. Cái mai không vừa chạy, anh nói thật. Thôi nè. Vậy là anh nhìn cái anh biết phải không? Anh nói thật á, đôn này á, đôn này muốn làm phôi, muốn đậy vậy theo cái vườn của anh thôi. À, vườn của anh á là anh lọc hết. Chỉ chùm là chùm cái dàn dưới cái cây nào để mình coi biết coi, còn mấy cái lá ngủ vậy là em đừng bao giờ đậy lọc ra đi. À. À. Vậy là coi như cái bước xử lý ban đầu của anh Út là anh lọc ra. Máy hết pin luôn. Đâu? Chưa già hay bây giờ bỏ đầu lên đi, ngày mai lên đi, bỏ đầu lên đi mình cắt cho. Alo. mình cắt cho. À, về bỏ rồi đắng phân nó cũng già rồi. Ừ. Hả? Thì bỏ ai lên đi rồi mà mình tính cắt hôm nay nè, cắt phân. À, tối á để gì anh gọi lại cho. Không, anh là không có gửi đâu. Anh là không có thời gian đâu. Anh nói thật mà. Em coi có ai ở trên Sài Gòn không? Rồi anh chắc anh cho hết luôn cũng được. Anh không có lấy cái hộp nào luôn á. Anh nói thiệt mà. Rồi má happy luôn. Anh hỏi gì anh? Hộp mai của Bình Lợi. Cái cây dép mà quậy đó, bữa hộp Tết quay nọ anh để trái luôn đó. À, anh giờ, mua. Giờ sao rồi, trái nó sao rồi? Mua, giờ trái chưa chín mà già rồi. À. Hỏi anh tính cắt, cắt là phơi thôi. Hồi nãy mới hỏi chín chưa, nó không lên đây mà cho hết luôn, mà không lụm hộp nào luôn á. À, cây vậy? À, chưa bán cái gì, không bán vậy mà có đâu có gì. Bán đi. Có 100-200 cái hộp à. 100.000 hộp. Thôi cho ông về ông lại cũng làm với mình thì cũng giống cả đống rồi chứ bán là vậy chứ không phải đâu. Cái mai tháng này cái mai dễ ngủ lắm nha em. À, cái mai buồn lá đó là giờ mình nói nó cái vụ của anh Mạnh Hùng nè, cây đó giờ anh thấy sao? Cây cổ của Siêu Bon Sài Gòn đó không, cây đó theo anh là đừng bây giờ đẩy gom, không nên đẩy gom ha, để cho cây nó khô. Còn em mà đẩy gom vậy thì khi nắng vậy nè, trưa nào cũng tứ vô gom cho mát, càng mát cây mai càng ngủ không giờ chạy đọt. À không, là anh nói là vì vườn mai của anh vậy. Ở thôi vậy anh là định để cây đó để cho nó chạy nhiều để lấy bò để ghép. Ừ. Mỗi cuối cùng vậy thì sao lấy bò, sao lấy được không? Cây mai ghép lấy bò hư hết luôn, anh dám bảo đảm em luôn. Cây mai muốn lấy bò ghép để cây mai chạy dục là cây mai cái bò mới đẹp. Còn cây mai mà cây mai đứng đừng bao giờ nên lấy bò. Vậy là cây nó không nên lấy bò bây không giờ không lấy bò. Cây đó để nói nghe không giờ mà nó khô đâu. Theo như vườn của anh á là mà anh đang còn đang trồng với bồn nữa chứ. Cây của anh á là theo như anh mà của anh á là anh cạo qua hết cho cây nó khô. Mình cạo lớp mặt thôi chứ đâu không có động gì đó. Thân cây thân kiết gì á là hết cho cây lớp mặt cho cây bồn đất nó khô. À. Cho nó khô là cái lá nó mới chạy đọt được thôi. Còn nó ướt hoài là cây mai nằm hoài luôn. À. Nó ngủ hoài cái lá buồn hoài cái lá. À. Vậy đó, anh Hùng có phải cái nguyên nhân đó không? Có phải anh coi lại có phải tốn nước nhiều không? Ý nói là vườn của anh đó nha. À. Vườn anh là thì kinh nghiệm của anh nhìn cây anh biết đúng không? Cây mai buồn á là cái tháng này là mai nhiều anh nói thật á, nhiều mai buồn lắm. Mà cái lá nó vẫn dày, vẫn xanh, vẫn nó đen. Nó xanh vậy hoài vậy mà nó không vô chạy. Mà nó nằm ở ngoài nắng mà vẫn xanh anh. Chứ sao? Nó đen hơn mấy cái cây khác luôn á. Không bao giờ nó phát đọt đâu. Ồ. Nó nằm hoài vậy đó. Mình vậy? Phải biết xử lý đó kìa. Sao nó mới chạy đọt thôi. Vậy là cây đó không nên lấy bò đúng không? Không nên lấy bò. Cỡ nó chạy chắc cỡ mai, chạy nửa mét là mình lấy bò hả? Cây mai mà em lấy bò là cây mai phải chạy đọt thường xuyên. À. Là em đóng qua cái này, đóng qua kia là cây mai mới khỏe. À.
Còn cái mai mà cái mai bữa anh lấy bo là bởi vì anh thích là anh lấy mai của anh đóng thôi, chứ anh không thích là mai mà biết phải cái nguồn gốc như thế nào kìa. Cái bo nó phải mạnh mới lên mới đóng đúng không? Đúng rồi, nó mạnh. Cái cây mai cổ anh ghép rồi. Anh ghép nay được tuần rồi. Ghép anh ghép của thằng Bình Lợi đó. Dạ. Thì bữa đi ông quay á là chiều anh ra ghép luôn, anh thấy bo ngon quá, ghép gần 30 đầu. Anh ghép bữa mùng 7 á. Anh chị thấy không đơn giản thế nào không? Cây mai sau đó là rất nhiều bệnh luôn. Nhiều bệnh lắm, không biết em xử cây mai lá non nhiều quá, em xử lý nước nhiều quá là nắng này ngủ nè. Nắng là cây mai nó sẽ gục đầu. Còn mình không biết mà thấy nắng thì cây mai tự nhiên cây mai thấy gục đầu, nó mình không biết nó cây mai héo. Càng tới nước nhiều là cây mai mình càng hư. Vậy cây mai gục đầu là cây mai thừa nước. Là bởi anh nói em cây mai thừa nước, cây mai khô nước là em dòm lại biết liền. Cây mai héo với cây mai thừa nước em dòm lại biết liền. Nói chung là để nó nghe, nói chung là để trong nghề thì mới biết được. Dạ. Trong nghề mới biết. Bởi cây mai mà thừa nước giờ này cây mai nó gục á, trưa 12 giờ mà nó gục, cái giờ này là chiều khoảng 5 giờ nó ngóc lại là cây mai thừa nước. Vậy là bởi vì mình không biết mà tới nước ghét cái mốt cây mai nó khô luôn, không có xài được. Chị thấy quan trọng nhất vẫn là cái khúc mà tưới nước nha. Đó, anh Mạnh Hùng giờ chính... coi lại coi phải vậy không? Mở anh nói thật với em á, ông bà xưa nói câu đó, nhất nước là gì phân. Đúng rồi. Cái câu này quá đúng ha. Nhất nước, nhì phân. Mở cái nước. Không chỉ là cái cây mà em thấy việc nuôi cá cũng y vậy đó. Mở cái tiếp tục chặt cái nước tí xíu là nói con cá phải hư. Nông nghiệp á. Là con tôm cũng phải hư. Bởi cái người nông dân mình anh nói thật là rất khổ. Bởi anh nói thật anh cũng rất là tìm tòi về cái mai này nè. Sao nguyên nhân nó bệnh sao làm được đi có chết con. Bởi vì của ông bà mình đã đúc kết lại rồi. Bởi anh nói anh mà làm được anh biết hết, anh sẽ chỉ hết. Anh không giận gì, bất cứ giấu gì hết. Anh em nào tin mình, thương mình thì nhảy vô làm, còn không thương thì thôi. Anh nói thật, không bao giờ anh giống. Dạ. Ông anh thấy cái câu anh nói mới nhớ tới ông bà nói nhất nước nhì phân là quá chính xác ha. Thật sự á. Chứ không phải tự nhiên mà ra cái câu đó. Rõ ràng. Anh nói thật. Cái mai chậu này là không quản, bởi anh nói là bữa hôm nay có nhiều người nói lắm. Cái bà cũng như cái bà ngày qua bà nói chuyện anh rất. Bà nói nho nghe gì luôn. Nói đạo lý nghe hết sảy nghe mà rớt mắt luôn. Thật sự bà nói không có cái gì mà qua bằng cái mai. Bà nó bảy là cái bà chị là bảy mấy tuổi rồi. Dạ. Không có cái cây gì mà qua cây mai mà không có cây gì mà có nhất là bằng gì cây mai khó. Cây gì trồng nó cũng dễ mà cái cây mai trồng nó rất khó. Nó là nhiều khi mấy anh chị nó thấy nhiều khi mấy có mấy cây mai mắc là mình cứ nói ồ mấy ông này là nó chuẩn bị bán giống lan đột biến nè. Cây mai nó khác lan nha. Đúng rồi. Cái lan là bán một kỳ đâu có lên một tháng trồng có một tháng mà bán kỳ mấy tỷ. Còn cây mai á là một tháng nó không ra cái gì hết, không ra gì, chưa lên, chưa lên. Chỉ có mới chạy nhựa thôi. Cái cây mai trồng được cỡ 50 hoành, 100 hoành là một cái thời gian rất vô dài. cùng lâu, vài chục năm. Mà vài chục năm nữa mình phải tính cái công chăm sóc một tháng của qua làng nó khác với cái công chăm sóc cả 10 năm, 20 năm của một cây mai nó khác nhau hoàn toàn. Đồng minh mình không thể so sánh đánh đồng như vậy là nó khập khiễng đúng không? Đúng, quá khập khiễng. Cây mai mà em làm được mà nó thành phẩm rồi mà để khách hàng mình mà đón nhận rồi nó phải nó từ 2.5 năm đổ lên. Dạ. Là mình ghép á, còn cái phôi mình nuôi lậu tính á. Dạ. Là cái thằng mình ghép là bà con đón nhận được là phải 2.5 năm lên cây mai con nó mới được, nó mới tôm tách được. Ở làm nghề gì cũng vậy em ơi, tàn da tóc giải em ơi, phải gắng cố gắng rồi chứ còn mà nếu mà là cứ buông xuôi là trả giá ngay thôi. Coi như thời điểm bây giờ là thời điểm sau Tết, cũng là cái thời điểm quan trọng nhất, là cái thời điểm bắt đầu của một cây mai trong một cái năm mới. Nó đầu năm mới mới thời điểm bắt đầu mình làm cây mai mới nó như thế nào. Đúng rồi. Là từ cái thời gian này anh chị mình nhớ theo dõi kỹ, em sẽ quay từng cái giai đoạn của anh Út để cho anh chị mình tham khảo ha, mình thấy phù hợp thì mình làm theo. Đúng rồi. Đó. Thì nè bắt đầu để em nghe là anh sắp phải làm được 90% rồi đúng không? Em giờ mới 90% đó. Dạ. Thì còn hết tuần này thằng ta thấy là sắp xong rồi cây về như là anh sẽ dồn tứ để cho cây sống thôi. Anh chờ sang qua vườn mới. Đó. Rồi xong xuôi là thành phẩm cũng như cái hàng nào là anh sẽ làm thành phẩm là cái hàng ấy cũng như là cái hàng này là anh sẽ tỉa hết. Dạ. Tỉa hàng nào anh làm từ hàng. Tỉa hết.
một hàng cái phân cái cây nào mà hụt tro là phải bỏ tro là phải lấy đồ đậy lại đó làm lần vậy đó là nửa cây mai rất là hoàn hảo chứ không có nhảy tá lạ là không được em. Dạ phải vô nó phải vô khung nói cây mai này chậm rãi mà làm đừng bao giờ nóng bánh. Tới đây chắc anh chị cũng tham khảo thêm được một phần nào cái vụ mà lá to lá nhỏ rồi lại sau lá buồn nó ngưng đi đọt ha. Giờ mình tạm ngưng cái chủ đề này ở đây rồi em sẽ nhận tiếp tục những câu hỏi về chăm mai sau Tết. Anh chị cứ tiếp tục comment những câu hỏi của anh chị về cây mai chăm mai sau Tết, em sẽ chuyển thể thành một cái clip của anh Út hoặc là một số nhà vườn khác để sẽ quay cho anh chị mình cùng xem. Cảm ơn anh chị đã theo dõi rất nhiều. Cảm ơn anh Út nha. Cảm ơn em, cảm ơn bà con, cảm ơn khán giả nhiều nha. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn trong những clip tiếp theo. Chúc sức khỏe hết tất cả nha. Dạ, cảm ơn anh nhiều.